Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với Tốt Sao Hoa. Và như thường lệ, ngay sau đây sẽ là những tin tức tổng hợp thú vị có trong ngày. Khoe lưng trần trong các bộ lễ phục lộng lẫy luôn là xu hướng thời trang được rất nhiều mỹ nhân hoa ngữ yêu thích. Và mới đây thì trang Sohu cũng đã thu hút sự quan tâm của công chúng khi đưa ra bảng thống kê những sao nữ sở hữu lưng trần được cư dân mạng xứ Trung yêu thích và ngưỡng mộ nhất. Đứng ở vị trí số 8 là Lưu Văn. Lưu Văn là một trong những siêu mẫu nổi nhất hoa ngữ hiện nay. Dù chỉ tập trung hoạt động trong lĩnh vực thời trang, nhưng sức hút của Lưu Văn trong giới giải trí vẫn rất lớn. Ngoại trừ khí chất thời thượng và vẻ tự tin thì phần lưng của Lưu Văn cũng rất được yêu thích. Là siêu mẫu nên Lưu Văn rất chú trọng đến việc luyện tập thể hình để có được cơ thể thon thả, khỏe khoắn. Chính vì vậy mà lưng của Lưu Văn cũng rất đẹp, săn chắc và tràn đầy sức sống, năng lượng. Vị trí số 7, Cô Lực Na Chát. Cô Lực Na Chát là một trong những mỹ nhân tân cương xuất sắc trong làng giải trí hoa ngữ. Không chỉ sở hữu khuôn mặt xinh đẹp ấn tượng, Cô Lực Na Chát còn gây bão nhờ dáng người quyến rũ cùng phần lưng trần hấp dẫn. Dáng người cao ráo, ba vòng chuẩn như siêu mẫu, mỗi lần Cô Lực Na Chát khoe lưng trần, cô đều hấp hồn mọi người vì quá xuất sắc, hấp dẫn. Hiểu rõ ưu điểm của mình nên Cô Lực Na Chát cũng thường xuyên tham gia sự kiện với các bộ lễ phục khoe phần lưng quyến rũ. Đứng ở vị trí thứ 6 là Địch Lệ Nhật Ba. Địch Lệ Nhật Ba cũng là một trong những nữ diễn viên sở hữu vóc dáng quyến rũ đáng ngưỡng mộ nhất của hoa ngữ. Ngoài vòng một đầy đặn thì lưng của Địch Lệ Nhật Ba cũng xuất sắc chẳng kém, khiến trái tim mọi người phải chao đảo. Dù không lọt vào top 3 mỹ nhân có phần lưng xuất sắc nhất, nhưng trong mắt nhiều cư dân mạng, Địch Lệ Nhật Ba vẫn là một trong những mỹ nhân sở hữu ngoại hình đáng ngưỡng mộ nhất hiện nay. Vị trí số 5, Kiều Hân. Sau khi nổi lên với vai phụ trong Hoan Lạc Tụng, Kiều Hân lại được công chúng chú ý đến nhờ xuất thân là con nhà đại gia giàu có. Dù diễn xuất không nổi bật, nhan sắc cũng không nổi trội, nhưng Kiều Hân vẫn sở hữu rất nhiều ưu điểm đáng ngưỡng mộ như đôi chân thon dài hay phần lưng trần mượt mà. Dù khiến nhiều người hết hồn do ngày càng gầy gò, nhưng lưng của Kiều Hân vẫn rất quyến rũ và hấp dẫn, nhất là khi cô nàng sở hữu vòng eo nhỏ xíu, nên nhìn từ đằng sau trông Kiều Hân lại càng hút mắt hơn. Đứng ở vị trí thứ 4 là Lý Thấm. Lý Thấm hiện đang là một trong những nữ diễn viên 9X nổi bật nhất hiện nay. Chẳng những sở hữu nhan sắc xinh đẹp, tài nhập vai xuất sắc, Lý Thấm còn thường xuyên khiến mọi người phải suýt xoa khi mặc những bộ trang phục khoe lưng. Lý Thấm vốn gầy gò nhưng khi hở lưng trông lại quyến rũ lạ thường. Phần lưng mịn màng, nuột nà thon gọn của Lý Thấm cũng là ưu điểm khiến nhiều cô gái phải ngưỡng mộ. Xếp ở vị trí thứ 3 là Triệu Lệ Dĩnh. Dù sở hữu chiều cao lên đến 1m65 nhưng dáng người của Triệu Lệ Dĩnh vẫn rất nhỏ nhắn. Từ tay chân cho đến vòng eo của Triệu Lệ Dĩnh đều khiến người ta phải suýt xoa ngưỡng mộ vì quá thon nhỏ. Nhìn từ phía sau trông Triệu Lệ Dĩnh lại càng ấn tượng hơn. Dù phần lưng của Triệu Lệ Dĩnh không hoàn mỹ do chấn thương cuộc sống từ nhiều năm trước, nhưng nữ diễn viên vẫn lọt top bình chọn của cư dân mạng. Lưng thon nhỏ kết hợp với vòng eo bé xíu giúp Triệu Lệ Dĩnh dễ dàng thu hút ánh nhìn của mọi người. Xếp vào vị trí thứ 2 là Dương Mịch. Là một trong những tiểu hoa hot nhất hoa ngữ hiện nay, sức hút của Dương Mịch là điều không phải bàn cãi. Chẳng những tài năng, có gu ăn mặc thời thượng, sở hữu đôi chân thon dài gây thương nhớ, Dương Mịch còn sở hữu lưng trần rất quyến rũ. Chính nhờ vậy mà mỗi lần xuất hiện trên thảm đỏ và khoe khéo những ưu điểm của bản thân, Dương Mịch lại gây bão mạng và khiến công chúng phải suýt xoa khen ngợi vì ngoại hình quá xuất sắc và nổi trội. Vị trí thứ nhất, Lưu Thi Thi. Từng theo học múa từ nhỏ và tốt nghiệp trường vũ đạo chuyên nghiệp nên Lưu Thi Thi sở hữu thân hình rất đáng mơ ước. Tay chân thon thả gọn gàng, lưng thẳng, cổ thiên nga và khí chất cổ điển dịu dàng giúp Lưu Thi Thi luôn nổi bật ở mọi lúc mọi nơi. Đặc biệt là phần lưng của Lưu Thi Thi cũng được rất nhiều người ngưỡng mộ và yêu thích. Mỗi lần khoe khéo được phần lưng thon thả nuột nà, Lưu Thi Thi lại khiến hàng ngàn cô gái phải tán tụng mình hết lời vì quá xuất sắc và mê hồn. Còn theo bạn, ai mới xứng đáng là mỹ nhân sở hữu lưng trần đẹp nhất? Và đừng quên để lại bình luận bên dưới comment cho chúng mình được biết nhé. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.